Mẹ đi tìm Chứng Kiến nhá. Mẹ đi tìm Chứng Kiến để làm bánh nhá. Làm bánh cho bà ngoại ăn rồi nhá. Đúng rồi. Được chưa? Ở nhà gió nhá. Thế mẹ hay ở với bà ngoại nào nói đi. Nhanh, nhanh. Muốn đi chơi lắm rồi. Thế đứng dậy cũng được. Đi chơi thôi, đi chơi thôi. Nhá, chẳng có bà ngoại chơi ở đây nha. Mẹ đi lấy Chứng Kiến nhá. Được không? Chứng con nhau ấy. Ok. Muốn bà ngoại ở nhà nha. Đi. Bà ngoại đi chơi đi. Mẹ sẽ đặt ui nhom nhiều lắm, nhiều quá. Đi với bà quét nhá. Thôi nha. Bông hoa đâu, bông hoa đâu. Hoa ở kia. À. Đấy. Đẹp không? Bông hoa đâu đây, đây đây. Bông hoa đây mà. Không ngắm á. Không ngắm. Rồi. Đi chơi rồi. Nhẹ. Dạ. Út chết bắt đầu. Đi chơi thôi nha. Đi ngắm cá đó. Có cá ở đâu không? Cá ở đây á? Có con cá ở đây, bà ngoại không biết à? thận nhá. Con kiến quá, cẩn thận kiến đốt đó nhá. Ôi, nhiều con kiến quá nhỉ. Con tí làm bánh trưng kiến nhá. Ừ. Nhiều con cắm không? Lá cây cho mẹ đó. Này này, đấy loại này này. Vâng. Nhiều lắm bảo ố đi ra ngoài nhá. Bố với ba đi ra ngoài đi, nhiều lắm. Đo khô mày thấy không? Đo đo. Thương tem này sao mày đó? Rồi rồi. Đúng rồi. Cả lúc nhìn cái bé nha, tôi không chị ra đâu. Cái nhà ngoài bánh không? Ừ, nổi dậy rồi à? Ừ. À, nổi dậy rồi hả? Nổi dậy nhá. Vâng, nổi dậy rồi bà ngoại ơi. Vâng, bố đi hộ nhá. Đi mẹ đã. Vâng. Đói không? Bố đi mẹ nhá. Tôi đi nhanh lên ra của bà gói bánh đi. Vâng. Nhanh. Ra luôn á, ra đây nhanh nhanh nhanh. Hộ bà nặn bánh nào. Nặn bánh trưng kiến đấy, nha. Ôi, thích á. Bà, à, vào đây nhá. Ui, này này. Cái kết túi. Mẹ cái này một lá rồi phải không? Ừ, một lá thôi. Ôi, thế bà làm bánh ngon không? Thế ha, cho bà tiếp ha. Để cho vào đây. Ừ. Rồi. Ừ. Con hộ bà làm bánh đi. Sợ á? Ôi, đây đây đây, bánh bé này. Bánh bé này. Mẹ cái. Lá bé này để trên nữa. Măm măm á. Bố hộ bà làm măm măm á. Măm măm đâu? À, măm măm đâu? Ừ. Nhưng mà măm cho bà nhá. Ui, cô đi măm măm cho bà nha. Quá. Nào, bố một măm cho bà nào. Đúng rồi, múc mâm cho bà nữa. Gọi bà làm đi. Nhanh. Ừ. Mâm mâm đâu? Mâm mâm đâu? Bố có thấy mâm không? Vâng. Mâm mâm. Mâm ăn đây. Bố hộ bà với mẹ làm ngon ngon. Ừ. Đánh á. Thấy đi. Đúng rồi, hộ bà làm. À. Con chuẩn bị bữa nào, không đi ra. Măm bà. Mẹ. Măm đi, ôm măm đi. Nhanh. Cho bà. Cho bà luôn nhỉ. Có cãi quá rồi. Măm măm. Bố làm măm măm. Có một bà làm bánh á. Giỏi quá nhỉ. Bố nặn bánh giỏi thật đấy. Ừ, nặn đi, nặn bánh đi. Nhanh. Bánh đâu? Ờ. Đâu? Con đi đâu? Đứng dậy chứ, đứng dậy. Đúng rồi, đứng dậy nào. Rồi. Tìm ra nồi đi. Nhanh. Về đây. Con đi đâu con? Về đây, về đây nào. Về đây. Về đây con bánh đi. Ngã nhá. Măm đi. Bánh chín chưa? Chưa bà. Ngon đấy. Nước chua. Bụi lắm. Bụi lắm gấu ơi. Cái này nóng đấy. Con đun chết luôn này. Sao đây? Chừa cái gì thế? Ngon lắm đấy. Miếng ngon thế bằng của ai? Đây. Thế bé thôi bà. Bà mẹ cầm đi. À, đúng. Nó không ăn được, toàn bé thôi. Bà thái bé ra, gấu mới ăn được. Đây bà bận. Ngon quá nhỉ. Ngọt thật đấy. quá. Nấu ơi, bánh chín chưa? Chín rồi bà ạ. Thế à? Vâng, bà rửa chân tay đi xong ăn bánh. Ừ. Đâu, đến ăn bánh thôi. Đi, đâu mang tấm bánh cho. Vâng. Đi, đến nhà ăn bánh nha. Ngon quá, ngon quá. Ừ. Mẹ bóc bánh đi. Mẹ bóc cho con nhá. Ngon quá. Xem nào, xem cái này nào, con này nào. Đấy, đẹp quá. Đây, cái này này bà ơi, ngon lắm. Ngon thật đấy. Nào, bà cho con cắn nào. Rồi, ngon không? Ngon. Đó là gì với mẹ ăn? Mẹ cho này. Dạ. Dạ. Miệng. Nên là chứng kiến nhiều nhỉ. Không bóc nhá, bà cho này, mang mắm tiết này. Rồi, ngon quá. Này ra. Ăn tiếp bà cho. Mẹ tha ở nha. Vâng, chẳng có gì trong bà có mỗi bánh này. Bánh cũng bà gói. Được rồi, bye bà nhá. Có bye bà đi. Bà đi về đó. Bà rồi đi chuyển bà đi về đó. Bye bà nhá. Bye bà ngạ đi. Nhá. Đi theo bà ngoại á. Có đi theo không? Rồi, bộ nhà thuê mai nhá. Bầu ấy, con bảo bầu ấy, cặp bầu. Đây. Rồi, cái này thôi, bà chỉ về ăn. Bye bà ngoại đi, được đấy. Bye bà ngoại, bye bà ngoại. Đấy, bye bà ngoại nhá. Ngoại về nhá. Bye. Bye bà đã về nhá. Ôi sao không giặt. Bye bà đã về nhá. Bà về má. Mình nhá. Cho đến hôm sau. Mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương, mẹ thương. Thank you.